em thích một chàng trai chủ động, luôn luôn chủ động, hài hước, nói nhiều một xíu. Trước đây thì bố em đưa ra 5-7 tiêu chuẩn. Thế nhưng mà qua tuổi 30 rồi thì bố em bảo là tao chỉ cần tiêu chuẩn cô ấy là nữ là được. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Mời bạn giới thiệu về mình đi. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả, chào bạn chơi bên kia. Mình tên là Nguyễn Văn Tài, mình đến từ Bắc Giang. Công việc của mình là phó quản đốc một công ty sản xuất ở trên Bình Dương. Sản xuất về gì bạn? Đồ thủ công mỹ nghệ ạ. Bao nhiêu tuổi rồi Tài? Mình 33 tuổi rồi. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em trước tiên em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào bạn Nam bên kia. Và chào toàn thể các quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Đặng Thái Hòa, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm giáo viên dạy toán cho Trung tâm Toán Tư duy Hoa Kỳ. Quê ở Hải Phòng, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cô giáo dạy toán, đường toán là con số là thấy khô khan lắm. Mà nhìn đây ướt quá trời ướt, không thấy khô gì hết. Rất là ngạc nhiên. Rồi em nói luôn đi, điểm mạnh điểm yếu của mình cho bên kia nghe luôn, cho anh Tài nghe luôn. Điểm mạnh của em là em rất là thích hát ạ. Thích làm những cái đồ chơi cho học sinh của em. Đồ chơi là đồ chơi gì? Những cái đồ chơi làm từ bìa cắt tông á chị. Ví dụ như cái máy bắn bóng và các đồ chơi dùng cho các bạn nhỏ chơi. Điểm yếu của em thì là em nấu ăn không có được ngon. Và em hay quên, hơi kỹ tính và khó tính một chút xíu. Ủa em làm việc ở quận mấy vậy Hòa? Dạ em đang làm ở quận Bình Thạnh ạ. Bình Thạnh đi gần lên Bình Dương cũng được ha. Ưu điểm khuyết điểm anh Tài là gì? Ưu điểm của em thì nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm cho công việc. Thích chơi thể thao, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, đá cầu. Dữ hả? Thì thấy đèn quả bóng rồi đúng không? Dạ. Chúc em đá bóng hả? Dạ không ạ, bởi vì em mới bị đứt dây chằng ạ. Hôm nay em không thể xử lý bằng chân được. Thì có những cái động tác tay tốt để cho mọi người xem. Chút xíu nữa cho bên đây coi với. Cho cô gái bên kia coi đúng luôn rồi. Nha. Không ấy hát đi, bạn trai biết hát không? Dạ em thì hát không hay lắm nhưng mà hôm nay đến đây thì em cũng sẽ góp vui tặng rồi, chương trình một bài. Thương nhau tình thắm môi ở nghĩa nồng, nghe câu hát anh đi tìm người hát câu hát lý thương nhau. Xin hết ạ. Bạn gái, mình đáp lại một câu liền. Dạ, vâng, thì hôm nay em đến với chương trình thì em cũng chuẩn bị một bài hát ạ. Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xòa bóng mát, tòa hương bát ngát hú, bao với em ngày cuối thu buồn, chờ anh bao lâu trong mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh. Hay quá. Quý vị thấy không, mấy người mà cái giọng trầm khào 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 nói chuyện tưởng nó hụt hơi nhưng mà hát rất là ghê. Đang say sưa tưởng đâu Mỹ Linh hát. Hay quá, hay quá. Rồi tiếp tục. Khuyết điểm của em thì cũng tương đối nhiều, nhưng em kể những cái khuyết điểm chính thôi. Em thì em hay ngủ nướng. Đứng trước nhất là những cô gái đẹp là em hơi nhát một chút. Ủa gái đẹp mới nhát, còn gái xấu không nhát? Tức là cái mức độ nhát nó sẽ nhiều hơn ạ. Vậy là bữa nay càng đẹp càng nhát. Dạ. Tự hồi cô nhát cỡ nào là biết cô mình ghi thế nào nha. Bữa nay là rất nhát luôn. Tình trường đi anh ơi. Tình trường của em á, được mấy người yêu rồi? Em thì em trải qua hai mối tình chính. Mối tình thứ nhất thì em yêu được 1 năm. Còn mối tình thứ hai thì bọn em kéo dài được hơn 2 năm. Chia tay gần 3 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Khi mà cô ấy quyết định du học ở Nga hay là cô sẽ lập nghiệp ở bên đấy luôn, không về nữa. Em thì tuổi thì cũng lớn rồi nên không thể chờ đợi được. Thỉnh thoảng cô vẫn gọi điện về. Cũng báo hôm vừa rồi thì có báo là có bạn trai rồi và có gửi hình cho em và tả những cái tính cách như vậy xem là em có chấm được hay không. Em chấm chưa? Trời. Em chấm rồi ạ. Rồi. Vậy là xong rồi ha. Xong rồi. Tiễn em lấy chồng. Bạn gái thì sao? Dạ, em thì đã trải qua 3 mối tình ạ. Thì mối tình lâu nhất là mối tình đầu tiên được 2 năm.
Và mối tình thứ hai thì kéo dài được 5. Mối tình thứ ba thì được 6 tháng thôi ạ. Thì lý do chia tay là anh ấy đi xác định là đi nước ngoài. Và sinh sống cũng ở nước đi ngoài. Nước ngoài. Dạ. Hai bạn này trùng hợp quá vậy ta, sao có bạn trai bạn gái toàn đi nước ngoài không vậy? Thì cả ba mối tình em đều không liên lạc làm gì. À, không còn liên lạc nữa. Dạ. Vậy nghe bạn trai bên kia mà có bạn gái cũ liên lạc về vậy em thấy sao? Nếu mà hai bạn chỉ liên lạc coi nhau như bạn bè thì không sao. Ok, ta liên lạc, ta nhờ chấm dùm bạn trai mà đâu có gì đâu, đúng không? Rồi, bây giờ mình muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào nè? Về ngoại hình thì ưa nhìn, cao hơn em. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m62 ạ. Bên kia cao nhiêu à, Tài? Em cao 1m72 ạ. Được. Biết cách ăn mặc ạ, lịch sự. Em thích chàng trai mặc áo sơ mi. Về tính cách thì em thích một chàng trai chủ động, luôn luôn chủ động, hài hước, nói nhiều một xíu tại vì em ít nói lắm. Chàng trai em ấy phải biết quan tâm đến mọi người, ổn định về công việc và nếu mà biết nấu ăn thì càng tốt ạ. Rồi. Em có điều gì không thích về một người con trai? Hút thuốc lá và hay nhậu nhẹt. Bạn trai bên kia có hút thuốc lá với nhậu nhẹt không? Em có hút thuốc lá ạ. Hả? Nhưng không nhiều ạ. Tuần thì hết một bao. Là một bao một tuần hay một bao một ngày? Một bao một tuần ạ. Bây giờ em gái nói như vậy thì em nhóm em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm yêu cầu của đàn gái? Khoảng 60% thôi ạ. 60% thôi hả? Dạ. Được không em? 60% được không? 60% là được rồi chị. Là được rồi đó hả? Dạ. Còn em trai, em cần người phụ nữ thế nào? Trước đây thì bố em có đưa ra cái tiêu chuẩn. Cái lúc đấy là em chưa qua 23. Thì bố em đưa ra 5-7 tiêu chuẩn. Thế nhưng mà qua tuổi 30 rồi thì bố em bảo là tao chỉ cần tiêu chuẩn cô ấy là nữ là được. Còn đối với em thì cao một chút, qua 1m60. 60. Da sáng một chút, tóc đen một chút, nữ tính. Nữ tính một chút. Vâng. Còn gì một chút nữa? Biết thương yêu động vật. Bởi vì em rất là thích mèo chị ạ. Bên đây thích nuôi mèo, được không? Dạ, em thì rất thích nuôi mèo, nuôi chó ạ. Rồi, bây giờ nè, em tưởng tượng đi, bạn gái bên này như thế nào? Em nghĩ bạn của em rất là dịu dàng. Nghe qua giọng nói thì có thể là người sống rất tình cảm, chu đáo. Thì ngoại hình? Em nghĩ là có thể là tóc của bạn hơi vàng một chút, da trắng, hơi mập một chút. Ủa sao vậy? Sao mà tự nhiên mà thấy mà đoán người ta hơi mập? Anh nghĩ cô gái cao từ 1m63 trở lên là không mập đâu. Vừa vừa người thôi. Anh Linh mới đoán chuẩn, nghe cái chiều cao là biết rồi. Ít có người vừa cao vừa mập lắm. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Hậu đậu, nói hơi nhiều mà nói không đúng chỗ. Đến đây ít nói. Bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Bạn bè, đồng nghiệp của em và gia đình em thì ra cái tiêu chuẩn là trong năm nay. Em thì còn gấp rút hơn ạ. Em gấp rút hơn. Dạ. Hiện tại thì em cũng đã mới mua nhà rồi ạ. Còn tinh thần thì em chuẩn bị từ lâu rồi ạ. Tốt quá. Vậy thì đánh ranh rút gọn được. Được rồi nha. Yeah, cảm ơn chị. Thì cụ thể muốn người yêu em như thế nào? Mắt, mũi, miệng em tả như trong cái suy nghĩ của em thử xem. Mắt hai mí. Mắt hai mí. Hơi mập một chút. Mập chút. Cười tươi, duyên. Chỉ cần mắt hai mí với cười tươi thôi. Dạ. Thế anh qua đàn gái coi. Biết. Qua đàn gái coi giống những gì miêu tả không nha. Trời ơi. Mà xấu dữ vậy ta. Tôi chưa thấy cô nào xấu cái này à. Thế rồi cái mũi xẹp lép em ơi. Phụ nữ ta mà anh chê dữ vậy anh Linh, vừa phải. Cái mũi sao mà xẹp ta nói. Mắt có nửa mí à. Theo em thì cái vẻ đẹp tâm hồn sẽ quan trọng hơn. Ừ, nói gì nghe được nè. Đẹp quá. Chào anh. Rất là xinh ha. Cảm ơn anh. Em có sợ đàn ông đẹp trai không? Nếu mà đẹp trai mà còn lăng nhăng nữa thì sợ đấy ạ. Lấy chồng mà đàn ông đẹp trai quá là không phải chồng của mình luôn á. Dạ em cũng xin mở. Đúng rồi, tự tin được. Em có ghen không? Nói chung là phụ nữ thì ai cũng phải ghen, nhưng mà em ghen ít thôi ạ. Gái Hải Phòng ghen dữ lắm á nha. Anh thấy cặp đôi này đẹp trai đẹp gái như nhau đó nha. Hồi nãy em nói em ở Bình Dương hả? Em ở Bình Thạnh ạ. Bình Thạnh. Em ở làm ở Bình Dương ạ. Em ở Thuận An ạ. Ủa vậy sao em nói mới mua nhà là mua nhà ở đâu? Em mua nhà trên Bình Dương ạ. Thế thì bây giờ khoảng cách người thì ở Bình Thạnh, người ở Bình Dương. Nó giống có chữ Bình à, cái chữ Thạnh với cái chữ Dương nó xa không, nhau lắm. Không, nói Bình Dương ngay Thuận An em hả? Dạ, ở ngay cầu vượt sông Thạnh. Bình Thạnh nó gần như nhau mà. Quen nhau vậy mình gặp nhau được bao lâu, mình gặp nhau được một lần? Sếp em thì rất là ủng hộ em tham gia chương trình này.
Nên sếp em có nói là nếu mà một tuần sếp em sẽ sắp xếp cho đi 3 bữa. Trời, sếp nào mà chịu chơi vậy, tuần cho đi 3 bữa, hỏi làm việc hả? Yeah. Bây giờ mình xin cái ý kiến người thân đi. Bạn gái đi với ai? Dạ, hôm nay em có đi với bác và các anh chị đồng nghiệp ạ. Rồi, dạ cho gặp bác ạ. Dạ. Xin chào anh MC Quỳnh Linh và bà Mai Cát Tường. Dạ. Dạ, chào các vị khán giả. Tôi là bác của bé Hòa. Chào bạn trai. Dạ, bác thấy bạn trai bên này thì về phong cách thì bác thấy là cũng chững chạc, cũng được đấy. Còn cái này thì cháu quyết định. Mỗi phần ngại là xa quá. Bạn nói là một tuần 3 buổi nhưng mà rồi đấy là bước đầu. Bây giờ nói với cô nghe đó. Dạ. Anh này khỏi cần hứa. Dạ. Kéo rào ra đó là anh này một tuần ở dưới đây luôn. Nếu mà được vậy thì tốt quá. Cô tin Quyền Linh đi. Dạ. Anh trai nói gì với bác gái đi nè. Bác gái cứ yên tâm. Đối với cháu thì từ Bắc Giang cháu còn bay được vào đây thì không có lý gì, chỉ có mấy chục cây số mà cháu không xuống được ạ. Hai bạn đồng nghiệp có ai có ý kiến gì không? Xin chào anh MC Huyền Linh và chị Cát Tường và các bạn khán giả trên đây. Em chào anh bên đàn trai. Trong công việc Hòa là một giáo viên rất là có tâm. Về bạn trai á, thì chị thấy là chắc cũng được tiêu chuẩn, những tiêu chuẩn của em đưa ra. Cảm ơn em. Trai đi với ai? Em đi với anh trai, em trai, họ và hai đồng nghiệp của em ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Xin chào các thành viên của gia đình của em gái. Chào anh. Em họ của anh thì bản chất là rất là tốt, thoải mái, hòa đồng, suy nghĩ chín chắn và có tính tự lập rất cao. Anh thấy em gái bên này đa phần là đúng với cái tiêu chí của em. Và nói với em là em gái bên này rất là xinh gái. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho các bạn gặp mặt nha. Mở rào. Anh chào anh. Dạ, em có món quà tặng anh. Ôi, cảm ơn anh. Đứng luôn. Đứng là đẹp đôi quá, phải đứng lại. Kế đâu? Mọi người thấy hợp lý không? Đẹp trai đẹp gái không ạ? Dạ, cảm ơn anh. Gì vậy? Em có thể đọc được luôn không ạ? Dạ được. Đọc cho mọi người đọc nghe đem, luôn. Đứng đọc đi. Em à, chỉ còn 12 tiếng nữa là anh được gặp em rồi. Không biết em như thế nào nhỉ? Có hay ngủ nướng như anh không? Có hồi hộp như anh lúc này không? Dù chưa biết một chút gì về em cả, còn rất nhiều câu hỏi anh muốn biết về em nữa. Nếu có thể, mình sẽ cho nhau cơ hội em nhé. Chữ viết nhiều ra đây. Ông Mai Quyền Linh và bà mối Cát Tường xinh đẹp biết hết đấy. Vì anh biết kiểu gì ông bà cũng mối cũng được. Cảm ơn anh. Có thể mở quà đi ạ. Đây là món quà tự tay em làm đấy ạ. Quà. Những bông hồng ạ. 9 bông hồng tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Về ghế ngồi và tâm sự đi hai bạn. Em rất yêu động vật đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Em không biết nấu ăn không sao. Anh là người biết nấu ăn. Thì có gì anh sẽ nấu cho em ăn ạ. Chỉ cho em cách nấu. Anh thích chơi thể thao đúng không ạ? Ừ, mình rất thích chơi thể thao. Biểu diễn, biểu diễn. Em là người rất là lười chơi thể thao. Anh sẽ làm động lực để cho em chơi thể thao được không ạ? Chắc chắn rồi. Hôm nay em thấy anh có mang một trái banh. Anh có thể biểu diễn cho em xem đúng không ạ? Được không á nha? Hơi run ạ. Giờ không có làm gì được đâu. Huyền cũng dữ lắm đó. Bỏ hết bạn gái luôn mới xoay được cái banh như đó đó. Mà công việc của em hiện tại thì có bận không? Công việc của em hiện tại thì cũng khá là bận với cả thời gian. Thì em thường dậy buổi tối. Một tuần mình hẹn nhau 6 ngày như anh Quyền Linh nói thì có được không? Anh có thể gặp buổi sáng được ạ. Vậy thì một tuần 3 ngày thôi em ạ. Đúng rồi anh, cuối tuần thôi anh ạ. Dọn nhà xuống đây luôn đi. Em quan điểm như thế nào về tình yêu? Hai người luôn luôn có thể chia sẻ với nhau mọi thứ. Em chỉ cần vậy thôi. Hết biết nói gì luôn rồi. Lâu lâu xét nó cũng đánh. Quan điểm tình yêu. Nếu như mình có cơ hội tới với nhau thì em muốn sinh con trai hay con gái trước? Em muốn sinh con trai trước ạ. Còn anh thì sao? Nếu mà sau này mà mình có tới được với nhau ấy, thì ai sẽ là người quản lý kinh tế ạ? Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Người phụ nữ sẽ quan xuyến những cái đấy tốt hơn người đàn ông. À, em cũng nghĩ thế ạ.
Ai cũng nói vậy đó em. Ôi, chắc bây giờ là anh ấy run quá thôi, anh không thể nói được gì đâu anh ạ. Run cái gì? Nói tiếp đi em, hỏi tiếp đi. Đến bao giờ kết hôn? Nếu kết hôn xong thì mình sẽ lập nghiệp và sinh sống ở đâu? Chúng ta tới được với nhau thì khi nào em có thể xác định là cái đám cưới á? Thì dự định của em là cuối năm nay. Kịp không? Dạ kịp ạ. Trời ơi. Xét đâu đánh dữ vậy? Giờ Dương ở được không? Sao cho thuyết phục bạn gái coi, trời ơi. Giờ anh về bạn Dương được không? Anh có nhà rồi. Có một cái công việc nào đó nó phù hợp với em ở trên Bình Dương thì em suy nghĩ sao? Em, nguyện vọng của em là vẫn muốn ở Sài Gòn để gần bác em. Nhưng mà thôi tùy duyên ạ, nếu mà em và anh có thể đến được với nhau thì em có thể chuyển về Bình Dương. Không nói được gì đâu, giờ chỉ có bấm thôi. Để tay nút bấm đi các bạn. Giây phút quan trọng đã tới. Bấm nút là đồng ý hẹn hò tìm hiểu để tiến tới hôn nhân các bạn nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Sao kêu nói thì không chịu nói gì, mà người ta chưa có kêu bấm thì đã bấm rồi. Bỏ thuốc không? Dạ bỏ. Thấy chưa? Hai bạn đẹp đôi lắm đó. Dạ cảm ơn anh. Đẹp trai đẹp gái nha. Anh nghĩ cuối năm được đấy. Đây là những vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Giữ lấy, đưa bạn gái vào đó xem phim để có không gian thật là lãng mạn nha. Xin phép gia đình và xin phép đại gia đình bên nhà gái ạ. Trời ơi, ổng thưởng thức nha. Nhắm mắt ổng từ từ, lần đầu tiên tôi thấy một người mà tự giác ý thức hôn nhau, một cái nụ hôn đàng hoàng ý nghĩa. Đây là một cái kỷ niệm rất đẹp dành cho hai bạn. Gửi tặng hai bạn. Đây là một phiếu quà tặng, một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi đến từ thương hiệu thời trang được cấp bộ TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng cho hai bạn chiếc máy nước nóng thương hiệu Senton. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng để tặng hai bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Và đây, con thú cưng ảnh tặng cho em. Mai mốt anh sẽ tặng thú thiệt. Đó. Tìm hiểu nhau, cố gắng nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Hy vọng cuối năm nay sẽ nhận thiệp mời từ hai bạn nhé. Dạ. Chúc mừng hai bạn. Đó.